mà. Ôi trời ơi, bữa ngon rồi này. Đấy, ôi trời, đây này. Này về nhồi thịt là nhất rồi. Ôi trời, nhiều lắm. Toàn hoa to thôi. Úi trời, kia một đống này. À, nhảy quá dạo, nhảy quá dạo. Đây một mớ. Đấy. Ô sao lại dụng. Không phải dụng đúng một tròn này. Hay là nhặt, nhà nào nhặt quên. Úi xời. Đây, kiếm mớ. Ây da, nhiều ra phết. Xem hết rồi. Tự nhiên không ai biết nối vào một cảnh này. Để khô cái đi. À, đây là thành quả của anh em mình buổi chiều nay các bạn nhé. Và bây giờ sẽ tiếp tục là mang về xào lên mấy thịt các bạn ạ. Cái này chiều nay vội quá nên là không băm được ra nhồi. Nếu băm được ra mà thịt ra mà nhồi mấy cái hoa này thì nó sẽ ngon hơn các bạn ạ. Mà có khả năng là sẽ nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Cái hoa nó sẽ tròn và sẽ đẹp. Bây giờ thì sẽ chỉ là vội cho nên là chỉ xào một thịt thôi, xào một thịt bắp lợn này. Đó. Mà tin chắc rằng sẽ ngon các bạn ạ, vì nó là bắp lợn thì bắp thịt bắp lợn thì nó đã ngon rồi, cộng với rau nữa thì kiểu gì thì kiểu thịt cũng ngọt hơn rau. Đấy, nên các bạn thử tưởng tượng xem. Đây, sau khi đã sơ chế thì nó còn được một rổ rồi các bạn ạ. Thịt nhiều hơn rau chắc chắn thịt sẽ ngon hơn rau các bạn ạ. Đấy, hoa này hoa của rừng cho nên là cũng khó tìm lắm, kiếm được bữa rau này ăn là hơi khó các bạn ạ. Thì bạn nào ở trên rừng núi như mình mới kiếm được thôi, chứ còn ở phố nó không kiếm được hoa này đâu, khó kiếm đấy các bạn ạ. Đấy, sau khi về đã sơ chế rửa sạch đem một rổ rồi. Đấy, đây các bạn ạ. Thịt xào săn rồi nha. Thịt nhiều hơn rau chắc chắn thịt sẽ ngon hơn rau. Đấy, đĩa rau xào hôm nay các bạn yên tâm sẽ ngon đi, auto ngon luôn các bạn ạ. Nên là không hề hiểu nó đấy, mì muối cứ phải cho nó đậm đà. Đầu bếp này chế hơi nhiều mì các bạn ạ, khả năng là lượng mì thế này khả năng là mì ngọt hơn thịt rồi. Nên là chắc là các bạn cứ yên tâm là món này sẽ là ngon. Đảm bảo đói cơm thì ăn bữa tối cơm đó các bạn. Thì tầm này là giờ cũng sắp tối rồi, đói này, mà ăn món này thì tốn cơm lắm. Đầu bếp nêm gia vị đầy đủ phết các bạn ạ, có nghề phết đấy. Xào thịt cháy cạnh như bây giờ mới đổ vào thì
rau hoa này nó dễ chín được, nó mỏng cánh dễ chín lắm, kiểu xào chín thịt thì đấy. Đây, chuẩn bị các bạn, chuẩn bị đổ đổ rau vào rồi đấy, còn món rau siêu ngon, hơi khó kiếm đấy. Đây, thịt đã chín các bạn nhá, giờ nó đổ rau vào đây, chuẩn bị đổ rau vào rồi. Họ quá ốm ốm mà không biết ăn đâu khỏi không, ốm nó rồi, quảng cáo thịt chín rồi đấy. Đây chỉ cần đảo lên là chín rồi nhá, sẽ có một bữa thịt xào hoa kè siêu ngon luôn các bạn ạ. Video của mình ok cũng chỉ quảng cáo với các bạn ở đây thôi nhé. Thì các bạn hôm nào mua hoa kè thì sẽ có những cách chế biến khác, thì hôm nay chỉ kiếm được ngoài thôi. Chào tất cả các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo của mình. Các bạn xem thì hay thì các bạn cho mình xin đăng ký kênh và chia sẻ để cho mình có động lực làm tiếp các video tiếp theo nhé. Chào tất cả các bạn.